Neverland. Giờ đang chuẩn bị vô. Hey, vé vô Neverland. Cầm học sinh. Đi bộ xuống hành lang nè. Đi dập xuống, hát vô. Nè, con này đang đã lắm nè. Con thì đã lắm nè cả nhà. Bên Hải nữa nè. Bên Hải nè. Giá tiền đó. Đây gặp được gấu trúc rồi đó. Đây nữa. Gặp hết mấy con này đi. Xe vô chút thiệt là phải xếp hàng. Nè nè, xếp hàng nè. Bên Việt Nam có mấy chục rồi. Wow, Yên thông lũng luôn á. Yên thông lũng em ơi. Lá đỏ nữa kìa. Ở nhà cũng có một con rồi. Đây. Dày quá dày. Dày quá. Hello Tiger. Con này con cái này, con này cũng được. Được tới hơn luôn cái cái. Hello. Đây có luộc. Kệ. Đây có luộc. Bộ xương khủng long còn sót. Thôi, làm sao? Ôi. Bên đây có con nhặt bài đến nhà. Dạ. Bên
Ừ, chắc là tấn á. Cả nhà ơi, chúng ta đến con rùa. Đây, qua đây. Mày nhìn lên. Mày nghe có con thỏ lớn mày nè. Này. Mày đi đâu? Safari World. Ô. Nào đây con chuột. Rồi một hồi á, tới khi mà có nhà hàng á, hỏi nó vô có ăn hay chờ được bao lâu á, nói 2-3 tiếng rồi đi về đi luôn. Ô, thế giới kẹo kìa. Wow. Kinh dị á mấy. Đây. Rồi về là đi cái đó. Chạy về trước thật đó. Đúng rồi. Ở đây lên. Cái này để sưởi ấm á. Ơi coi chừng cháy tay á. Nóng lắm á. Nó quéo quá chị. Đi chờ cấp treo. 3 người, 4 người. Chờ cấp treo. Đứng rồi 5 người nha. Đứng được 1 tiếng rồi đó. 5 người á. Đó sẽ sư phụ của Đi. Rồi. Thứ 2. Rồi, chuẩn bị. Ô. Thẳng chân để đừng lúc lắm. Rồi coi, kéo mặt nước. Wow. Cuối cùng cũng chờ được cấp treo. Rồi. Người xếp hàng dưới. Xếp hàng dưới. Đó, mọi người đang xếp hàng đầy dưới. Cả tiếng luôn á. Đó. Xếp hàng. Ô, bé đi có một mình à. Ồ mai đó, ghê quá. Lạnh lắm, kéo mấy bộ chân. Quay chứ. Rồi. Ớn à, đi cái này ớn. Trời ơi, cấp treo lần đầu tiên đi cấp treo. Trời ơi, vậy mà kêu. Quay cái này nè, đây. Hai con bé rồi sao đó là không? Thôi, đừng nhìn nhìn lên đi. Ghê quá. Trời ơi. Hello. Rồi lên tới đỉnh rồi. Lên tới đỉnh rồi. Treo trong tình trạng là âm 2 độ. Wow ơi. Lạnh cứng người luôn mà nó lên đây nó cao nó đông đưa đông đưa. Cô gái lộn xộn hết luôn. Rồi. Trong khi mình toàn ten đen. À mọi người đi bộ dưới à. Hello nè quay qua đây. À. Rồi cười đi hồi lớn lấy tiền. À ok. Rồi mỗi người mấy đô đó. Nhiều vòng lắm rồi.
này hình heo hả? Heo. Ồ gà, heo bò gà, rau, kim chi, nấm, ok. Cái bò với nấm là được rồi. Ở nhà chồng luôn. Ba hàng trái được không? Để kẹo vô, để kẹo cắt ra được không? Tối ăn cực kỳ đông luôn. Heo bò phải không em? Heo bò. Đó, đúng rồi đó. Ừ, đúng rồi đó. Đó, còn cái này. Còn cái này, lấy cái này. Lấy cái này nè, lấy cái này nè. Ừ đúng rồi. Đó, thôi chai này bên đây, chai này là của bên chú. Ờ đó đều rồi đi. Mình nướng lên. Ủa cái bia này kêu là cái gì? Kelly. Cái này bao nhiêu độ đó? Không biết nữa. Đấy tan đi. Rồi rồi rót cho anh đi. Một, không một hay ba đi không? Chỉ uống rượu. Uống chơi chơi. Rồi rồi ok. Đấy. Nắm hình này coi, cho bia này coi bia. Cái gì chù ra? Cái gì chù ra? Rồi. Hỏi mẹ. Kelly. Hương vị Hàn Quốc. Mẹ. Bia Kelly Hàn Quốc. Rồi bây giờ cùng ly cái này. Cùng đây đi. Em. Vô đi, vô thử coi bia Hàn Quốc này cũng ngon không? Còn soi chu thì uống nhiều à. Wow, cái này ngon đó chứ. Rồi, cụng miếng đi. Rồi, vô, biết chai này nhiêu ta? Chắc trăm mấy hả? À? Trăm mấy ngàn đúng không? Đúng không? Cái tươi quá hả? Rồi, cụng miếng cái em. Uống vô quán bán được. Quá đã.